cả nhà. Hôm nay mình đến với một cái video mới tiếp theo, em muốn chia sẻ với cả nhà. Trước mặt cả nhà là một cái mẫu dài bata vải. Cái đây là một cái loại dài cả nam lẫn nữ đều mang được nha anh chị nha. Và nó có size từ 35 đến 39. Thì hôm nay cái chủ đề của mình là cái gì đây? Thì em muốn gửi đến cho cả nhà, đó là có một cái bình luận của một em đó, nói là chị ơi hướng dẫn cho em cách thắt dây dài. Thì hôm nay em sẽ làm một cái clip nhỏ về cách thắt dây dài cơ bản nhất và dễ thắt nhất luôn nha anh chị nha, mà ai ai cũng có thể thắt được luôn. Thì đây trước mặt cả nhà thì ở đây em có hai cái chiếc này đã thắt rồi, và đây là em một cái chiếc này là chưa có thắt, thì em đã tháo dây sẵn luôn để mình thắt. Đây là những cái cách mà thắt dây dài cơ bản nhất mà nó tiện nó lợi, thắt chéo thôi chứ không phải là kiểu cọ gì hết, mà nó đơn giản, nó căn bản nhất luôn, mà kiểu này là ai ai cũng sử dụng. Và hiện tại thì ở shop em là thường thắt cái dạng dây này không à, tại vì nó rất là dễ mang nữa nè, rất là tiện nữa, mà ai ai cũng làm. Mình lâu lâu mình rảnh rỗi thì mình có thể sưu tầm những cái cách thắt nó lạ hơn. Thì này là em hôm nay hướng dẫn cách thắt cơ bản thôi anh chị nha. Cả nhà nhớ đăng ký kênh, theo dõi, ủng hộ em gái nhỏ nha. Thì hôm nay đây mình sẽ thắt cái dây dài. Đây là có một cái dây sẵn rồi. Đầu tiên là mình ở đây nó có rất là nhiều lỗ anh chị thấy ha. Đây rất là nhiều lỗ nè. Thì mình đầu tiên là mình xỏ từ trên xuống dưới nha anh chị nha. Đây là một cái lỗ, cái cọng dây của nó nè. Thì mình xỏ từ trên xuống dưới. Mình xỏ vô. Sau mình để đó, và bên đây cũng vậy, mình xỏ từ ngoài vào trong. Và anh chị so làm sao cho hai cọng dây nó đều như nắm vậy nè. Rồi mình so cho nó đều nhau. Và đặc biệt là cái dây của mình thắt nha anh chị nha, là nó phải thẳng cọng dây nha, chứ nó không có bị xắn cọng dây lại khi mình thắt thì nó rất là xấu nha. Ví dụ như bây giờ mình xỏ từ bên tay phải trước, thì mình cũng bắt đầu cũng từ tay phải luôn, và mình bắt chéo qua bên đây, bắt chéo từ bên dây bên tay phải, bắt chéo qua dây bên trái, và mình cũng xỏ từ ngoài vào trong. Và nhớ đặc biệt là anh chị phải nắm cọng dây cho nó đều ra nha. Đó, cho nó thẳng cọng dây này nè, nó không có bị dùng và nó không có bị chéo cọng dây. Và mình cứ thắt liên tục là từ ngoài vào trong, bên phải xỏ ở bên trái, và bên trái xỏ vô bên phải. Và đặc biệt là phải là xỏ ngoài vào trong nha anh chị nha. Và mình cứ xỏ liên tiếp. Để em nhét cái này vô, để em nhét cái cục mút này vô cho nó căng lên. Đây là em chia sẻ cả nhà luôn, đây là một cái miếng sụm để mà mình nhét cái đôi dài á. Khi mình nhét thì nó sẽ đứng cái đôi dài lên, giống như cái bằng chân giả vậy đó. Đó, khi mình nhét lên thì đôi dài nó sẽ căng ra, mình sẽ dễ nhìn hơn. Và mình xỏ liên tiếp vô. Đó, anh chị cứ làm liên tục, xỏ qua xỏ lại. Đây là cách thắt dây dài cơ bản nhất luôn. Và những cái video sau em sẽ làm một cái thắt dây dài nó lạ hơn. Kiểu này thì ai ai cũng có thể xài được. Mình cứ chéo qua chéo lại hình chữ thập thôi anh chị. Và một cái lưu ý đây anh chị ơi, đây là thắt dây cuối cùng và còn một lỗ. Nếu anh chị muốn cục dây ở phía bên ngoài á, thì mình xỏ từ cái lỗ cuối cùng nè, là mình xỏ từ trong ra ngoài. Đây, từ trong ra ngoài. Và mình cột từ ở phía bên ngoài luôn. Anh chị dễ thấy không ha? Đây. Đó, mình muốn cột cái nơ hoặc cái gì cũng được. Đó, mình đã hoàn thành một cái đôi dài. Đây là cái dạng cột mà thắt dây ở phía bên ngoài. Còn hiện tại cái đôi dài anh chị đang thấy đây là một cái đôi dài thắt lòn vô phía bên trong. Thì muốn lòn như thế này thì mình chỉ cần xỏ vô bên trong là mình lặn dây phía bên trong nha anh chị nha. Đây, nó cũng không có gì là khó đâu. Đây nè, anh chị thấy em sẽ rút cọng dây ra. Đó, đây là cọng dây. Cọng dây nhưng mà em xỏ vô phía bên trong thôi. Đó, rồi xong rồi anh chị mà muốn mang mà không thấy dây như thế này á, thì mình lòn vô phía bên trong, mình sẽ giấu dây luôn. Mang giống như là những cái loại dây dài mà nó dây giả vậy đó anh chị. Đó, mình giấu dây phía bên trong rồi,
Đây là một cái loại đôi dài mà chất liệu bằng vải rất là đẹp nè anh chị ơi. Hàng cũng mới về luôn. Show fashion. Màu này là màu xanh và đây là màu đen, nó có hai màu. Đây là cái dây mà mình đã thắt hoàn thiện rồi. Đó, cả nhà thấy không? Rất là đơn giản và rất là dễ làm luôn. Cả nhà nhớ đăng ký kênh để theo dõi ủng hộ cho em nha. Và những có yêu cầu gì cả nhà cứ bình luận comment bên phía dưới, em sẽ làm và chia sẻ cho cả nhà ha. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Hẹn cả nhà ở video mới tiếp theo. Bye bye và tạm biệt.